Xin chào tất cả các anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn sở hữu một chiếc camera mini siêu nhỏ, ngụy trang, độ chế và đồ vật một cách kín đáo an toàn mà chưa biết lựa chọn cho mình cái mẫu sản phẩm nào thì xin anh chị hãy tham khảo ngay cái video ngày hôm nay bên em nên giới thiệu chia sẻ cho các anh chị nhé. Mã sản phẩm hôm nay bên em nên giới thiệu chia sẻ cho các anh chị ở đây chính là cái mã sản phẩm camera mini siêu nhỏ được ngụy trang, độ chế và trong cái đèn báo khói như này các chị nhé. Đấy, mẫu này là bên em nhận độ chế theo cầu của khách hàng đây các chị này. Đấy, khách hàng đặt cái mẫu sản phẩm này về để lắp đặt trong gia đình của mình đây các chị này. Đấy, để tiện theo dõi giờ giấc học tập của con cái cũng như là tiện theo dõi giám sát các cái diễn biến sinh hoạt hàng ngày các chị nhá. Đấy, rất là kín đáo, bí mật, an toàn các anh chị ạ. Và sử dụng thì rất là đơn giản, dễ dàng các chị ạ. Sản phẩm này sẽ giúp các anh chị theo dõi xem được trực tiếp trên điện thoại từ xa không giới hạn khoảng cách, với chất lượng hình ảnh sắc nét full 4K các anh chị nhá. Quay video có âm thanh hình ảnh đầy đủ và được ngụy trang rất là kín đáo đây các chị này. Đấy, vị trí mắt camera thì được thiết kế ở đây các chị nhá. Đấy, còn toàn bộ hệ thống điều khiển của camera thì được ngụy trang giấu kín vào bên trong cái đèn báo khói này. Cho nên các chị thấy là rất là kín đáo các chị nhá. Đấy, cái đèn này thì thường mình sẽ nắp trên trần đúng không? Đấy, nắp trên cao thì ở đây nó sẽ có một cái nút công tắc của cái đèn này. Đấy, ở đây là cái đèn báo của cái đèn báo khói các chị nhá. Còn đây là cái lỗ nhìn bình thường như thế này thì rất là khó phát hiện các chị nhá. Đấy, và khi các anh chị sử dụng thì góc quay của nó cực kỳ rộng các anh chị ạ, có thể nó bao quát toàn cảnh xung quanh, góc quay của nó lên đến 170 độ. Nguồn điện của camera này thì được ăn trực tiếp với nguồn điện của cái đèn báo khói này, cho nên anh chị có thể sử dụng liên tục 24/24 giờ các anh chị nhá. Đấy, thẻ nhớ thì bên em sẽ tặng kèm một cái thẻ nhớ 128GB như này để các anh chị lưu các video các anh chị ạ. Thẻ nhớ này có khả năng lưu cho mình trong khoảng thời gian liên tục 20 ngày với chế độ ghi đẩy ghi đè các anh chị ạ. Đấy, và bây giờ thì em sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách thức kết nối, cài đặt và sử dụng cái mẫu sản phẩm này các anh chị nhá. Rất là đơn giản thôi các anh chị ạ. Đấy, nhận hàng về các anh chị chỉ cần kết nối nguồn điện như thế này các anh chị nhá. Đấy, ở đây thì em đã chế một cái phích như này để cắm, còn khi mình nhận hàng về mình có thể cắm trực tiếp. Đấy, đối đấu trực tiếp với cái nguồn điện trong gia đình của mình các anh chị ạ. Đấy, ngoài kênh công dụng, tức là anh chị có thể lắp đặt trong gia đình của mình thì anh chị có thể tham khảo lắp đặt ở rất nhiều nơi, có thể là trong công ty, văn phòng làm việc, cửa hàng làm việc của mình đều được các anh chị nhá. Đấy, và để sử dụng kết nối cái camera này với điện thoại thì các anh chị chỉ cần tải cho em một cái ứng dụng có tên là ứng dụng Lookcam ở đây các anh chị nhá. Ứng dụng này thì miễn phí hoàn toàn, các anh chị vào kho ứng dụng các anh chị tải về. Khi mình tải ứng dụng xong, nguồn các anh chị khởi động xong đúng không? Đấy, các anh chị cung cấp nguồn điện cho cái đèn báo khói này thì camera sẽ hoạt động bình thường và đèn báo khói cũng sẽ hoạt động luôn các anh chị nhá. Đấy, cùng một lúc sử dụng được hai chức năng công dụng. Đấy, khi các anh chị tải xong thì mình sẽ đi vào phần cài đặt trong điện thoại đây các anh chị này. Đấy, sau đó các anh chị sẽ tìm cái mã wifi mà cái camera này phát ra các anh chị ạ. Mình sẽ vào cái đây là cái mã wifi nó phát ra thì nó sẽ thường bắt đầu bằng chữ G hoặc chữ F các anh chị nhá. Đấy, mình sẽ đi vào kết nối và đợi khi nào nó có dấu tích ở bên cạnh cái mã wifi đây các chị này. Đấy, như thế này là ok, các chị sẽ thoát ra màn hình chính cho em này. Sau đó các chị sẽ đi vào ứng dụng. Đấy, các chị sẽ ấn chọn kèn giúp em này, sau đó device online này, tiếp tục kèn các chị nhá. Đấy, rất là đơn giản. Đấy, chỉ bao gồm vài bước như thế là điện thoại của mình với camera đã kết nối xong với nhau các chị nhá. Đây, và bây giờ thì em sẽ test cho các chị xem cái chất lượng hình ảnh của cái mẫu sản phẩm này như thế nào các chị nhá. Đấy, bởi vì cái dây báo khói này nó hơi ngắn cho nên là em phải cầm cả cái ổ cắm này lên như này để quay cho các chị nhìn cho nó rõ các anh chị này. Đây, các bác thấy không? Đây, em sẽ chỉnh căn chỉnh nhá, bởi vì ở đây nó là cái đèn báo khói này nó là hình tròn các anh chị ạ. Đấy, cho nên là khi mình sử dụng thì mình có thể nó xoay ở trên ứng dụng được các anh chị nhá. Đấy, các chị có thể nó xoay nó ở trên ứng dụng. Đấy, như thế này là ok. Đây, bắt đầu em sẽ quay cho anh chị để quay cho các anh chị xem cái hình ảnh thực tế. Đấy, nó sẽ in thực tế vào đây cho các chị này. Đây nhá. Đây, chất lượng hình ảnh đây, các bác đợi em nát. Đây, em xem. Quay cho các chị xem test chất lượng hình ảnh nhá. Đây, các bác thấy không? Đấy, chất lượng hình ảnh đây nhá. Đây, xịn sò chưa? Đây, cầm như thế này cho chắc chắn này các chị này. Đây nhá. Đây, các bác thấy không? Đấy, góc quay của nó rất là rộng các chị này. Đấy, bao quát toàn cảnh xung quanh luôn cho các chị nhá. Đấy, âm thanh hình ảnh đầy đủ các anh chị ạ. Đấy, quay gần quay xa đây các chị này. Đấy, rất là xịn sò các chị nhá. Đấy, đầy đủ hết ở đây cho các chị này. Đấy, các bác thấy ok không ạ? Đấy, và em sẽ chụp ảnh quay phim để test chất lượng hình ảnh cho các chị xem nhá. Đây này, đây nhá, anh chị muốn chụp ảnh thì ấn vào cái biểu tượng máy chụp ảnh đây này. Đây nhá, bây giờ em sẽ chụp ảnh này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, quay camera ra đây nhá. Đấy, các bác thấy này. Đấy, rất là đơn giản như vậy, các chị thấy không? Đấy, góc quay của nó rất là rộng, chỉ cần nắp một chiếc camera như này anh chị có thể theo dõi được từ xa qua điện thoại các chị nhá. Đấy, còn đây là cái số điện thoại bên em đây các chị này. Đây, mình có thể ấn vào đây mình chụp này.
Đấy, bởi vì đang cầm trên tay như thế này, nó là hình tròn cho nên là căn ảnh nó không được chuẩn, các chị thông cảm các chị nhá. Đấy, và quay video đây thì em sẽ quay cho chị xem một cái đoạn video luôn các chị nhá. Đấy, muốn quay video có âm thanh hình ảnh đầy đủ thì bật mic bật loa lên để thu âm các chị nhá. Đấy, và bây giờ em sẽ quay này, ấn vào biểu tượng máy quay các chị nhá. Đấy, đây là hai số điện thoại tư vấn tổng đài Zalo trực tiếp miễn phí bên em các chị nhá. 0866222505 và 0368157899 các chị ạ. Đấy, anh chị nào mà có nhu cầu mua camera mini siêu nhỏ, các thiết bị định vị theo dõi từ xa, máy ghi âm ghi hình siêu nhỏ hoặc các thiết bị dò sóng, phá sóng, kích sóng thì liên hệ qua bên em theo hai số điện thoại tư vấn tổng đài này các chị nhá. Đấy, em sẽ dừng video và test lại cho các chị xem. Đây. Đây các chị nhá, mình sẽ quay về ứng dụng này, sau đó các anh chị sẽ ấn chọn cho em cái phần album ở dưới đây này. Đấy, thì ảnh và video mình vừa quay vừa chụp nó sẽ lưu hết ở trong đây các chị theo ạ. Đấy, nó sẽ lưu hiển thị hết ở trong đây các chị nhá. Đấy, chị muốn xem cái nào thì ấn vào đây. Đấy, các anh chị cứ kéo như này. Đấy, chị muốn xem cái nào thì các chị ấn vào các chị xem. Đấy, các bác thấy không? Đấy, rất là đơn giản các chị ạ. Đây này. Đấy, mình có thể phóng to này, thu nhỏ hình ảnh các chị nhá. Thời gian lúc mình chụp ảnh quay phim nó sẽ lưu ở trên góc phải màn hình ở đây cho các chị này. Đấy, rất là xịn sò đúng không? Đấy, và video đây em vừa quay đây sẽ mở lại luôn để test cho anh chị xem nhá. Đấy, âm thanh hình ảnh như nào. Các bác thấy không? Đấy, âm thanh hình ảnh rất là rõ nét này, đường truyền rất là ổn định các anh chị nhá. Đấy, thì anh chị nào mà có nhu cầu mua hoặc cần tư vấn hỗ trợ thì cứ liên hệ qua bên em theo hai số điện thoại này các anh chị nhá. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu thêm cho các anh chị khám phá thêm các chức năng công dụng của cái sản phẩm này. Các anh chị sẽ ấn vào biểu tượng bánh răng ở đây. Đấy, phần cài đặt các anh chị nhá, sau đó chọn dòng thứ ba từ dưới lên, device online này. Đấy, anh chị nào muốn cài đặt chức năng cảnh báo chuyển động thì ấn vào biểu tượng hình cái chuông. Anh chị nào muốn cài đặt thay đổi mật khẩu camera thì ấn vào biểu tượng hình ổ khóa ở đây. Còn anh chị nào muốn cài đặt lưu và thẻ nhớ thì ấn vào biểu tượng thẻ nhớ ở đây các anh chị nhá. Đấy, còn xem trực tiếp trên điện thoại từ xa thì ấn vào biểu tượng wifi ở đây. Đấy, sau đó chọn tên mạng wifi nhà mình, nhập mật khẩu vào đây, ấn ok xác nhận các anh chị nhá. Sau đó các chị thoát ra màn hình, đợi 1 đến 2 phút sau các chị vào lại thì lúc này các anh chị mới có thể cầm điện thoại của mình đi bất cứ mọi nơi đều có thể theo dõi giám sát được nơi mà các chị đang lắp đặt cái camera này các chị nhá. Đấy là cái cách thức kết nối cài đặt và sử dụng mẫu sản phẩm camera mini siêu nhỏ được ngụy trang vào trong cái đèn báo khói, rất là kín đáo, tiện lợi và an toàn đúng không ạ? Đấy, thì đến đây em xin dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các chị vào video tiếp theo.